Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây sang sản nha mình nha. Phơi mới về, phơi thiên nhiên. Tầm cao nha mình nha. Cây này có mã số là 637. Có số đo tổng hoành gốc là 63. Cây cao là 147. Cây đang nằm bầu đất rin là 45 nha mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1.300k bao ship, bao sống nhà mình yên tâm nha. Đây, cây đế trải đẹp luôn nhà mình nha. Đây, đế trải. Cây rất là dài nha mình. Cây này đặc biệt nó cái này nha mình nha. Đây, tất cả cái thân nó liền mạch, nó đen lại với nhau luôn, nó quyện lại luôn nha. Sáng sáng nha mình. Bao sống nhà mình yên tâm. Phòng tông căng. Đây, đế trải đều luôn. Bầu đất riêng luôn nha mình nha. Sang sản phong thiên nhiên vừa mới về. Rồi mã số 637, 1.300k bao ship, bao sống nhà mình yên tâm. Phong tông ca. Những cái thân nó liền, nó quyện vào nhau luôn nha mình nha. Đây, nó đen vào nhau luôn. Khá là hay nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.